Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Dom Series, một channel mình sẽ chia sẻ tất cả kiến thức ở trong thị trường crypto này để cho các bạn có thể tham gia, đầu tư và kiếm được tiền ở thị trường ha. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta cài đặt một ví ở bên hệ sinh thái của Solana để các bạn có thể giao dịch, nhận, gửi token ở bên hệ Solana, đó chính là ví Solid. Rồi, trước khi mà đi vào chi tiết của video á, thì bạn nào chưa đăng ký kênh của Dom Series thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nha. Ngoài ra thì mình còn có một channel ở trên Telegram để mình cập nhật những cái tin tức mới nhất ở trong thị trường hoặc là phân tích những kèo, thì các bạn có thể follow trên channel Telegram của mình. Mình sẽ để link cho channel ở bên dưới phần mô tả video này nha. Rồi, ok, thì bây giờ đi vào chi tiết video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 phần. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta cài đặt ví Solid ha. Thì các bạn có thể lên trên Google, các bạn search là solid.io, các bạn gõ trực tiếp luôn, không cần search ha. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ truy cập được vào trong trang web tạo ví Solid. Ở đây thì khi mà truy cập vào, các bạn sẽ thấy là ví Solid sẽ có đề xuất á, là đây là một cái ví dạng open source dành cho những người user nâng cao cũng như là developer, tức là những nhà lập trình viên. Nếu mà bạn nào mà muốn có được trải nghiệm tốt nhất ở bên hệ của Solana cũng như là có thể nhận được support tốt á, thì họ yêu cầu, họ đề xuất các bạn là các bạn có thể cài ví Phantom hoặc là ví Solflare. Thì mình đã có một video hướng dẫn cài ví Phantom ở bên hệ Solana rồi, đó là video này ha, thì mọi người có thể vào mọi người xem. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để các bạn tạo và cài đặt ví Solid. Thì ví Solid là một trong những ví đầu tiên của hệ Solana, và cho đến thời điểm hiện tại thì mình cũng đánh giá đây là một trong những ví mà có trải nghiệm rất là tốt ở trong hệ Solana này, mà các bạn có thể cài và các bạn sử dụng thử. Rồi, ok, thì sau khi mà các bạn truy cập vào trực tiếp trang web á, thì các bạn sẽ thấy là hệ thống sẽ tự động tạo cho mọi người một cái dãy gọi là dãy seed phrase. Thì đây là cái dãy ký tự đặc biệt mà các bạn cần phải lưu lại ở trong sổ tay của mình ha. Tốt nhất là các bạn nên ghi ra sổ tay, mọi người không nên lưu ở trên máy tính hay trên điện thoại để đề phòng trường hợp là chúng ta bị hack. Thì nếu mà hacker có thể truy cập được vào những cái ký tự này á, thì họ có thể truy cập được vào ví của mọi người. Cho nên tốt nhất mọi người hãy lưu lại ở sổ tay và chúng ta cất thật là cẩn thận. Rồi, thì bây giờ mình sẽ copy cái này, mình để dưới đây đi. Rồi, ok, thì các bạn sẽ click chọn là tôi đã lưu những cái ký tự này ở một nơi an toàn. Rồi, ở đây thì hệ thống sẽ yêu cầu các bạn là các bạn cần phải download cái file để chúng ta backup. Thì các bạn cứ chọn là download nè. Thì đây là một cái file dùng để backup ví Solid của mọi người. Một lát nữa mình sẽ sử dụng, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái file này nha. Mục đích của file này là để các bạn có thể truy cập vào ví các bạn sau này, trong trường hợp mà các bạn đổi máy tính hoặc là các bạn đổi trình duyệt gì đấy, thì chúng ta có thể sử dụng file này để chúng ta truy cập lại vào ví của mình ha. Rồi, ok, sau khi mà đã lưu lại cái chuỗi backup ký tự này cũng như là lưu lại download cái file này theo yêu cầu của ví Solid, thì các bạn sẽ thấy là cái chữ continue này sẽ sáng lên, mọi người sẽ chọn continue. Rồi, ở đây nó yêu cầu là các bạn cần phải nhập cái seed phrase là cái chuỗi ký tự này lại để confirm. Thì các bạn chỉ việc copy hết cái chuỗi này nè. Rồi, các bạn copy xong các bạn dán lại vào. Rồi, các bạn continue. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ đặt mật khẩu để chúng ta có thể truy cập vào ví của mình sau này. Rồi, sau khi đặt mật khẩu xong, mọi người chọn là create wallet. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta đã tạo thành công ví Solid để các bạn có thể lưu trữ tất cả các token ở trong hệ của Solana. Thì bạn nào muốn lưu mật khẩu lại, các bạn có thể ấn nút save ở đây. Nhưng mình khuyên các bạn là các bạn không nên lưu mật khẩu lại ha. Các bạn tốt nhất là cứ để mật khẩu như vậy. Mỗi lần mà chúng ta thao tác giao dịch thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vô. Nó hơi tốn công một xíu nhưng mà nó sẽ giúp cho cái ví các bạn an toàn hơn. Rồi, mình tắt cái chế độ lưu mật khẩu của Google Chrome đi. Thì đây chính là giao diện chính của ví Solid. Thì mọi người lưu ý á, là chúng ta sẽ có một trang web, đó là trang solid.io. Đây là trang web duy nhất mà các bạn sẽ tạo ví Solid nha.
những cái trang web khác mà mọi người thấy thì đều có khả năng là scam hết. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo extension, tức là tạo tiện ích mở rộng cho ví Sonlit ở trên Google Chrome. Mọi người lên trên Google, mọi người search cho mình cái chữ là Sonlit extension. Rồi mọi người click chọn vào. Thì mọi người lưu ý cái ví Sonlit extension á, nó sẽ có là hơn 100.000 người dùng ha. Thì mọi người lưu ý cẩn thận là chúng ta coi chừng là tải nhầm cái ví scam thì nó rất là nguy hiểm. Rồi mọi người sẽ chọn là thêm vào Chrome, mình chọn là add extension. Rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình cũng đã thêm được ví Sonlit vào trong Google Chrome của mình ở trên extension. Thì cái cách mà tạo ví ở bên extension nó cũng tương tự như là cách tạo ví ở trên trang web thôi. Các bạn cũng làm tương tự, các bạn lưu lại cái mã seed phrase rồi các bạn tạo ví là bình thường thôi ha. Đó, thì nó sẽ mật định, nó sẽ tạo cho các bạn một cái ví mới. Thì nếu mà các bạn có ví cũ á, thì các bạn sẽ bỏ qua cái phần này. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là Restore Existing Wallet. Rồi, ok, ở cái phần Seed Wallet này á, thì mình sẽ copy cái này, đó, mình copy, xong mình dán vô đây. Rồi, mình đặt mật khẩu, ví dụ như là đặt mật khẩu xong. Rồi, các bạn chọn Next. Rồi, ở đây thì các bạn cứ để mặc định như vậy, các bạn chọn Restore. Rồi, xong, thì mọi người sẽ thấy là mình đã có thể tạo thành công cái ví Sonlit ở trên tiện ích mở rộng rồi. Thì ở đây mình hướng dẫn cho mọi người hai cách ha. Mọi người thích xài tiện ích mở rộng hay là thích xài ở trên trang web thì tùy mọi người thôi. Quan trọng nhất là mọi người phải lưu thật là kỹ cái chuỗi seed phrase này là được ha, để chúng ta có thể luân chuyển cái việc sử dụng của chúng ta. Rồi ok, thì bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể chuyển và nhận tiền ở trên ví Sonlit. Thì ở đây á, mọi người sẽ thấy là vì đây là một ví ở bên hệ Solana cho nên tất cả những token ở trong hệ Solana, ở trong ví này á, các bạn sẽ xài chung một địa chỉ. Đó chính là địa chỉ này ha. Đây các bạn chọn Receive, rồi các bạn copy. Thì đây chính là địa chỉ mà các bạn sẽ nhận hết tất cả những token ở bên hệ của Solana. Bây giờ mình ví dụ như là mình sẽ chuyển Sol từ một ví Sonlit khác sang ví này. Đây, bây giờ mình có Sol từ một cái ví khác ha. Thì mình sẽ demo, mình chọn send. Đó, mình chuyển. Rồi, mình sẽ nhập địa chỉ ví nhận vô. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn là chuyển 0.1 Sol. Ở đây nó yêu cầu là cái ví này hiện tại không có bất kỳ một cái số tiền nào. Thì tại vì ví mới tạo mà, cho nên nó không có tiền. Thì các bạn cứ tích chọn là tôi đã chắc chắn là đúng địa chỉ. Các bạn nhớ kiểm tra là địa chỉ một lần nữa xem chính xác hay chưa ha. Đó, ok rồi. Thì các bạn chọn send. Rồi, ok. Giờ các bạn đợi một xíu. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là tiền đã đi rồi nè. Mình mở sang ví của mình. Đó, thì các bạn thấy là mình đã nhận được 0.1 Sol sang ví Sonlit bên đây rồi. Như vậy là thao tác chuyển và nhận tiền nó cũng rất là nhanh thôi ha. Rồi, bây giờ ví dụ như là các bạn nhận một cái token khác thì sao? Thì như mình nói á, tất cả cái token ở bên hệ Solana thì các bạn sẽ xài chung một địa chỉ ví, tương tự như là các bạn xài ví MetaMask rồi các bạn chuyển hết tất cả token bên hệ của BSC, Binance Smart Chain vào chung một địa chỉ ví trên MetaMask ha. Thì bây giờ chẳng hạn như mình sẽ lấy cái địa chỉ này, đó, mình copy địa chỉ nè. Xong rồi mình sẽ demo mình chuyển từ bên ví Phantom, mình sẽ chuyển USDC ha. Đây mình đang có demo là 0.89 USDC. Mình sẽ click vô. Rồi mình chuyển USDC từ bên ví Phantom sang ví Sonlit nha. Rồi mình chọn là Next. Rồi Send. Bây giờ mình sẽ đợi hệ thống confirm thì mình sẽ mở ví kia. Rồi đã chuyển xong. Mở ví lên. Rồi bây giờ mình thử mình tải lại nha. Rồi khi mà tải lại thì các bạn phải nhập lại mật khẩu. Rồi ok. Rồi thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức là mình đã nhận được 0.89 USDC sang ví bên đây rồi. Thì có một cái điểm hay của ví Sonlit so với lại các bạn xài trên ví MetaMask đối với những mạng khác á, là khi mà các bạn chuyển một cái token bất kỳ, ví dụ như ở đây là mình đang chuyển USDC thì mình chuyển vào trong ví này thì hệ thống nó sẽ tự hiện lên cái token đó luôn cho mình,
chứ mình không cần phải thêm một cái thao tác, đó là mình add cái token đó vào trong ví ha, thì nó mới hiện ra. Thì đó là một cách rất là hay để cho các bạn có thể biết được là khi nào có những cái token mới chuyển vào ví của các bạn thì nó sẽ tự động nó hiện ở đây cho mọi người luôn. Chẳng hạn như ở đây là hồi nãy là mình chỉ có Solana thôi, thì khi mình nhận được USDC thì số dư của mình nó sẽ tự động nó hiện USDC trên đây luôn. Rồi, ok ha. Thì đó chính là phần chuyển nhận tiền ở trên ví Solid. Bây giờ tới phần tiếp theo, đó là phần các bạn tương tác với lại các DApp, tức là các bạn sẽ kết nối với các DApp bên hệ Solana và chúng ta đi swap hay là các bạn đi farming tất cả các thứ, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì ở đây mình sẽ demo trên một trang, đó là trang Radium, là một sàn DEX của hệ Solana ha. Thì với Radium á, các bạn sẽ chọn là Launch App. Mình thử là mình swap token nha. Rồi ok, ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là Connect. Thì các bạn sẽ thấy là hệ thống sẽ hiện ra cho các bạn hai option. Thứ nhất là Solid Web, thứ hai là Solid Extension. Thì Solid Web tức là các bạn cần phải mở cái trang web Solid.io lên, hoặc là nếu mà các bạn cài extension thì các bạn sẽ chọn kết nối với lại Solid Extension ha. Thì ở đây mình sẽ demo mình cài mình kết nối với lại Solid Extension nha. Rồi, ok. Mình sẽ tích chọn là Automatic Approve Transaction. Thì cái này các bạn chỉ tích chọn đối với lại những cái dự án nào mà đã uy tín trên hệ Solana rồi, để nó có thể auto nó duyệt những cái giao dịch cho mình ha. Rồi ok, understand, chọn connect. Rồi. Bây giờ mình sẽ tải lại xem là connect được chưa nha. Đôi khi nó hơi bị lag hay là sau đó thì các bạn có thể tải lại. Đây, chọn connect lại, extension. Đây, chắc là nó xung đột với lại ví Phantom rồi, để mình connect lại một lần nữa. À ok, thì nó đã connect rồi. Nếu mà các bạn không connect được thì các bạn có thể connect lại nha. Rồi ok, ở đây chẳng hạn như là mình muốn swap từ USDC sang Solana thì mình chọn, rồi mình chọn max. Rồi, mình chọn swap. Rồi, cứ duyệt giao dịch bình thường thôi. Rồi. Mình đợi một xíu để cho giao dịch hoàn thành. Rồi, thì hệ thống đã xác định là giao dịch đã confirm rồi, thì mình mở lên mình xem nè. Rồi, đó thì các bạn sẽ thấy là mình đã swap thành công USDC sang Solana rồi và số dư đã thay đổi rồi ha. Thì đó là cách mà các bạn sẽ tương tác với lại các DApp ở bên hệ của Solana với ví Solid này. Nói chung là nó cũng rất là đơn giản thôi ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được phần là tương tác với lại các DApp ở bên hệ của Solana rồi. Bây giờ tới phần tiếp theo là mình tin là cái phần này á, là mọi người sẽ rất là nhiều người các bạn dù đã sử dụng ở bên hệ Solana rồi thì các bạn cũng không biết tới phần này, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Đó là cái phần các bạn có thể lấy lại cái tiền phí giao dịch của các bạn đối với lại những cái account mà các bạn đã mở ở bên hệ Solana. Thì cái này nó mang tính hơi kỹ thuật một xíu, các bạn chỉ cần hiểu á, đó là khi mà các bạn giao dịch với những cái token khác nhau trên hệ Solana thì hệ thống nó tự động nó mở những cái account nhỏ hơn trong ví các bạn ra, và bây giờ các bạn có thể đóng những cái account đó lại để các bạn lấy lại cái phần phí Solana trong lúc mà các bạn giao dịch những lần trước đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem, các bạn dễ hiểu hơn ha. Thì sẽ có hai cách để các bạn làm. Cách thứ nhất á, là bây giờ mình sẽ demo bên ví Solid bên đây của mình. Thì các bạn truy cập vào trên ví Solid ở trên bảng web ha. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình cái dấu mũi tên qua lại này nè, swap token ha. Thì đây cũng là khu vực để các bạn có thể mua bán token trực tiếp trên ví ha. Thì cái này mình sẽ không có mua bán mà là mình sẽ chọn dấu bánh răng này. Rồi các bạn chọn cho mình cái phần là manage DEX account. Thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái account nào của các bạn mà nó hiện ra ở đây á, thì các bạn có thể đóng lại bằng cách là các bạn chọn close. Thì hệ thống nó sẽ tự động nó đóng lại và nó có thể trả lại một phần phí Solana cho các bạn. Thì các bạn để ý nè, hiện tại trước khi mà mình chọn cái nút close này á, là mình đang có là 0.047 Sol. Bây giờ mình sẽ chọn đóng lại nha. Rồi,
Ok, thì các bạn sẽ thấy là sau khi mà mình đóng lại á, thì cái số Solana của mình nó đã tăng lên rồi, các bạn thấy không? Nó đã tăng lên là 0,07 Sol rồi. Như vậy là mình đã tăng lên một cái khoản nó cũng khá là nhiều. Thì nếu mà bạn nào giao dịch nhiều á, các bạn sẽ chọn cái phần mũi tên ngược hai chiều này nè. Các bạn mở ra rồi các bạn chọn là Manage Tech Account, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái tài khoản khác nhau, thì mọi người có thể đóng lại những cái tài khoản đó và các bạn lấy về cái phần Sol làm phí của mình ha. Đó là một cái tip rồi, ok. Còn một cái thứ hai nữa đó là mọi người có thể lên trên một cái website, các bạn search cho mình là Bonfida Dex, thì đây là một cái sàn Dex cũng rất là lâu đời của hệ Solana. Nói chung là cũng là một trong những sàn Dex đầu tiên của hệ Solana, được xài theo được lấy từ order book của dự án Serum, cũng là dự án top ở bên hệ Solana ha. Thì các bạn chơi truy cập vào cái trang là Bonfida Dex này cho mình. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn là kết nối ví ha. Rồi ở đây thì các bạn cứ chọn là ví Solid thôi. Đây các bạn chọn là Solid Tension rồi các bạn chọn kết nối. Rồi mình chọn Connect. Rồi sau khi mà kết nối ví các bạn sẽ mở, các bạn sẽ truy cập vào trong cái góc phải nè, cái địa chỉ ví nè, các bạn chọn cho mình cái phần là Balance. Ok ha. Rồi tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ click chọn vào cái phần là Show Zero Balance. Thì khi mà các bạn chọn Show Zero Balance này, nó sẽ hiện lên cho các bạn tất cả những cái tài khoản nào của các bạn á mà hiện tại số dư của nó đang bằng 0. Thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cái phần tích dấu cái thùng rác này nè, để các bạn đóng lại những cái tài khoản này, thì các bạn cũng sẽ nhận được một cái phần phí giao dịch Solana mà hệ thống nó sẽ trả về dành cho các bạn khi mà các bạn giao dịch. Thì mọi người lưu ý á, là mọi người chỉ nên đóng những cái tài khoản nào mà số dư của các bạn bằng 0 thôi. Mà thực ra là tài khoản các bạn số dư nó phải bằng 0 thì các bạn mới đóng được. Còn nếu mà nó có số dư thì ngay chỗ cái chữ delete nè, nó sẽ hiện lên là các bạn sẽ không có đóng được ha. Thì mọi người chỉ nên đóng những cái token thôi nha. Còn cái cách này á, nó sẽ không phù hợp dành cho các bạn nào mà các bạn dùng ví của mình đi farming rồi các bạn đi staking rất là nhiều thứ á. Thì có thể là trong thời điểm mà các bạn đi farming hay là staking á, là cái dự án của các bạn làm á, các bạn farm hay là stake trong đó, nó sẽ sinh ra những cái token nào đó mà các bạn vô tình mà các bạn đóng những cái token đó lại á, thì có nghĩa là mọi người sẽ không có lấy được cái token gốc của mọi người ra. Cho nên ở đây mình khuyên mọi người á, là khi mọi người sử dụng cái cách này để đóng những cái tài khoản á, thì mọi người chỉ nên đóng những cái tài khoản nào mà nó có, thứ nhất là nó có số dư bằng 0 là bắt buộc rồi ha. Cái thứ hai là nó là những cái token bình thường thôi, chẳng hạn như là USDC hay là những cái token khác các bạn biết á, thì các bạn đóng. Còn những token nào nó liên quan tới những cái dự án mà các bạn đang đi farm hay là đi staking tất cả các thứ á, thì mọi người không nên đóng lại nha. Rồi ok, thì hiện tại các bạn thấy là cái số dư trên ví Sol của mình đang là 0,1099 ha. Rồi ở đây thì mình sẽ đóng lại để xem nó có thay đổi không nha. Rồi chọn approve. Rồi confirm rồi. Mở sang. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tăng lên là 0,1120. Như vậy là mình đã đóng thành công tài khoản USDC trong ví của mình và mình lấy về một cái phần phí Sol của mình ha. Thì đó là cách mà các bạn có thể đóng cái account để nhận về lại phí giao dịch ở trên ví Solid của chúng ta ha. Rồi, cái phần lưu ý tiếp theo nữa là phần về DevNet với lại TestNet. Thì cái này dành cho những bạn nào chúng ta sử dụng ví Solid để các bạn đi làm TestNet những cái kèo ở trên hệ Solana, tất cả các thứ á. Thì nhiều lúc thì những cái kèo đó nó sẽ yêu cầu các bạn là chuyển sang mạng DevNet hay là mạng TestNet của bên Solana. Thì mọi người chỉ việc ấn chọn một cái phần là Manage Beta này nè. Rồi, mọi người sẽ có thể chọn được là mạng DevNet nè. Đó. Ha, hoặc là mọi người có thể chọn được cái mạng là mạng testnet nè. Đó, rồi mọi người hoàn toàn có thể test những cái dự án đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ có thêm một số lưu ý nữa trước khi mình kết thúc video hôm nay. Là lưu ý đầu tiên á, là đối với lại những dự án mà thường thường cái này nó sẽ xảy ra khi mà các bạn làm airdrop, tức là khi mà các bạn sử dụng ví Solid các bạn làm airdrop á, thì dự án nó sẽ yêu cầu các bạn là cần phải min ha. Chúng ta cần phải min cái token đó trong ví chúng ta trước để mà các bạn có thể nhận được airdrop từ dự án. Thì cái cách mà min token á, các bạn sẽ chọn cho mình cái dấu cộng ở đây ha. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là Manual Input ha. Rồi, mỗi một dự án khác nhau nó sẽ có một cái địa chỉ min
khác nhau, thì các bạn cứ lấy hết toàn bộ thông số của dự án nó gửi cho các bạn ha, bao gồm ba thông số, thứ nhất là địa chỉ min nè, thứ hai là cái tên của token và thứ ba là cái ký tự của token đó. Thì các bạn để hết ba thông tin này vào, các bạn ấn add thì các bạn sẽ min ra được cái token đó ha. Và cái phần min này nó cũng sẽ tốn một cái phí nhỏ dành cho mọi người, thì mọi người cần phải có Solana trong ví để làm. Thì sau khi mà các bạn min xong rồi thì sau này á, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách xài Bonfida hoặc là xài trực tiếp trên ví Solid mà hồi nãy mình hướng dẫn mọi người á, để các bạn đóng những cái account đó lại và các bạn lấy lại về cái phần phí Sol mà các bạn lúc đầu đã tạo ra cái token đó ha. Rồi ok, rồi thêm một cái nữa là mọi người mà muốn chúng ta lưu lại cái seed phrase của ví của chúng ta thì mọi người chọn cho mình cái phần account nè. Rồi mọi người chọn cho mình cái phần là export mnemonic. Rồi các bạn sẽ tích chọn cái phần review thì hệ thống nó sẽ hiện ra cho các bạn cái dãy những cái chữ tiếng Anh ban đầu mà các bạn tạo ví á. Thì đây là dành cho những bạn nào chúng ta tạo ví rồi mà các bạn quên, các bạn không lưu lại, thì bây giờ mọi người cũng có thể lưu lại bằng cách là làm như thế này ha. Và nhớ là đừng cho ai biết hết những cái ký tự này ha. Rồi thì đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn giới thiệu với mọi người về cách sử dụng ví Solid này. Nói chung á, là giữa hai ví là ví Phantom ha, ví Phantom này nè. Phantom thì mình đã có làm video hướng dẫn rồi, với lại ví Solid thì về trải nghiệm thì mình vẫn đánh giá là ví Phantom vẫn là có trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà mọi người khi mà mọi người sử dụng vào hệ sinh thái Solana thì mọi người cũng nên biết về cái cách sử dụng ví Solid này để chúng ta có thể linh hoạt trong việc là sử dụng nhiều loại ví khác nhau ha. Và cái phần mà lưu trữ token thì tùy theo sự lựa chọn của mọi người thôi, là mọi người muốn lưu trữ token ở đâu thì cái đó là quyền của chúng ta thôi ha. Còn mình thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái loại ví như vậy. Rồi ok, thì như vậy là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Thì nếu mà các bạn thấy video này có ích thì các bạn nhớ nhấn nút like và mọi người có thể để lại bình luận ở bên dưới video nếu mà các bạn có những câu hỏi nào ha, thì mình sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi kiến thức của mình ha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.